Xin chào quý khán giả, đây là sân Hòa Xuân của thành phố Đà Nẵng. Trước chúng ta là trận đấu giữa hai đội FA Đà Nẵng và BK Bình Dương. Đây là trận đấu có rất nhiều ý để chúng ta theo dõi, không chỉ bởi hai đội ở trong cúp bảng mà là trận chung kết được. Đà Nẵng mới thay tướng, người thay thế là Phạm Minh Đức. Minh Đức ngay lập tức đầu với Đình Đức, một người cũ của Đà Nẵng. Đội số mát của đội chủ nhà ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Phạm Biểu, các cầu thủ lại là số 3 Mauricio Pinto, số 6 Đặng Anh Tuấn, số 7 Rodrigo da Silva, số 8 Võ Hoàng Toàn, số 9 Phan Văn Long, số 12 đội trưởng Hoàng Minh Tâm, số 17 Phạm Đình Duy, số 20 Lương Duy Cương, số 21 Nguyễn Phi Hoàng và số 97 là Luân Anh Quang. Đội xuất phát của BK Bình Dương gồm có số 3 Nguyễn Thành Thảo, số 7 Nguyễn Thanh Long, số 9 Di Mario, số 16 Nguyễn Trần Đình Cường, số 18 Hà Trung Hậu, số 21 Trần Đình Cương, số 22 Nguyễn Tiến Linh, số 25 Trần Minh Toàn, số 27 Đoàn Hải Quân, số 29 Võ Minh Khoa và số 19 là Trần Trung Hiếu. Hiệp 1 đã bắt đầu. Trận đấu rất đáng chú ý giữa hai đội chưa biết thắng ở mùa giải hôm nay. Trong ngày hôm nay tại vòng 11 của Nations League có hai trận đấu rất đáng chú ý, khi một trận là cuộc đối đầu ở nhóm đầu bảng, các đội xếp thứ nhất và thứ nhì, và trận còn lại ở nhóm cuối bảng. 1-0 cho Bình Dương. Tình huống diễn ra rất nhanh. Một pha dứt điểm chớp nhoáng. Bóng được trả từ đáy biên lại. Hàng phòng ngự Đà Nẵng đã không có được sự ổn định. Đà Nẵng xuất phát với một sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công và Bình Dương vừa rồi đã khai thác tốt kẽ hở hàng phòng ngự Đà Nẵng. Cầu thủ ghi bàn là Hải Quân. Hải Quân là khuôn mặt đầy triển vọng của bên cánh Bình Dương, thi đấu ổn định ở mùa giải này. Ngồi cạnh Lê Đức là trợ lý Quang Hải. Victor Mansaray của Thủy Duy Hình đang ghi được 9 bàn. Tiến Linh có thể dứt điểm. Cú đá mạnh nhưng bóng đập cầu thủ Đà Nẵng. Một pha bóng chớp nhoáng. Như chúng tôi đã phân tích ở phần bình luận trước trận thì đây là trận đấu mà Lê Đức có lý để sử dụng cách chơi chớp nhoáng. Còn Đà Nẵng bố trí đội hình thiên về tấn công. Cơ hội dứt điểm, bóng bật ra, vẫn còn cơ hội, thêm một pha dứt điểm, chuyền vào, không vào, liên tục sóng gió trước cầu môn của Trần Minh Toàn. Thủ môn bắt chính của Bình Dương ngày hôm nay cùng tên với cầu thủ nổi tiếng của Đà Nẵng một thời, tiền đạo Trần Minh Toàn, người đã từng là vua phá lưới giải vô địch quốc gia năm 1992. Pha băng ra dũng cảm của Trần Minh Toàn. Liên tục những pha vây hãm quyết liệt của Đà Nẵng. Đánh đầu, 1-0 cho Đà Nẵng. Đó là Hà Minh Tuấn. Phút thứ 36, từ tình huống cố định, Đà Nẵng đã có bàn gỡ hòa 1-0. Trước đó đội bóng sông Hàn đã tạo lực rất tốt về cầu môn của thủ môn Trần Minh Toàn. Phan Văn Long đá phạt góc. Hà Minh Tuấn đã tiếp bóng rất hợp lý và làm tung lưới Trần Minh Toàn. Cự ly quá gần và Minh Toàn đành bó tay. Hà Minh Tuấn vào sân thay cho Rodrigo da Silva. Và Hà Minh Tuấn chính là người đã sa bằng tỷ số, khiến cho trận đấu hấp dẫn hơn. Khoảng trống. Hiệp 2 này Đà Nẵng vẫn khai thác nhiều cánh phải của BK Bình Dương. Hậu vệ phải trong đội hình chính của Bình Dương ngày hôm nay là cầu thủ trẻ Hà Trung Hậu. Rất chính xác. Di Mario đánh đầu. Không vào. Tiền đạo người Jamaica đã việt vị. Một tình huống mà có lẽ trợ lý trọng tài đã quá cầu toàn.
pha căng gờ của trợ lý số 2 Trần Duy Khánh. Cú đá tới đây, bóng đi chạy cầu môn. Pha dứt điểm của Tống Anh Tỷ. Tình huống làm tường của Ribeiro đúng tầm chân của Tống Anh Tỷ. Tống Anh Tỷ vẫn còn, chuyền vào. Pha băng giá chủ động của Văn Biểu. Cầu thủ Đà Nẵng vẫn đang cố gắng phong tỏa Ribeiro. Bóng được chuyền vào cho Vĩ Hào. Hà Minh Tuấn. Chúng ta xem lại pha bật nhảy của Hà Minh Tuấn. Không được, không khó đối với Trần Minh Toàn. Cựu cầu thủ Đà Nẵng cùng tên với thủ môn Bình Dương. Hoàng Phương dứt điểm, bóng đi chạy cầu môn. Quả phạt góc. Đi vào trong, căng ngang, dứt điểm, bóng đi chạy cầu môn. Những giây cuối cùng, suýt nữa Đà Nẵng đã thắng. Pha phản công cuối cùng, cầu thủ Đà Nẵng rất tiếc. Một trận đấu hay, đầy nỗ lực của hai bên đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Sau trận đấu này, hai đội đều vẫn chưa biết thắng. Lê Huỳnh Đức đã dẫn dắt Bình Dương 4 trận và cả 4 trận đều hòa. Bình Dương vẫn chưa thắng nhưng đánh bại Bình Dương lúc này cũng không hề đơn giản. Ribeiro luôn là cầu thủ rất vui tính. Pha đi bóng của Minh Đan, cầu thủ vào sân còn khỏe. Giang Trần Quách Tân ở rất gần cầu môn đã không thể ghi bàn. Minh Đan từ lúc vào sân chơi rất xông xáo. Bẻ cái lòng một chút sang bên kia thì có lẽ đã có bàn thắng rồi. Như vậy là cơ hội bỏ lỡ của Quách Tân đã khép lại trận đấu sôi nổi giữa hai đội ở cuối bảng, Đà Nẵng và Bình Dương. Cả hai đều vẫn chưa biết thắng và cần phải hết sức nỗ lực cộng với may mắn ở chặng đường sắp tới. Sau khi kết thúc 13 vòng đấu sẽ chia làm 2 top. 6 đội ở phía dưới sẽ thi đấu để đua trụ hạng. 8 đội phía trên thi đấu để tranh chức vô địch. Các bạn thân mến, sau đây là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.